Uống nước chanh với thứ này sau bữa sáng có ngay thần dược chống ung thư cực đỉnh, tốt gấp vạn lần nhân sâm. Kính chào quý vị khán thính giả đang theo dõi video. Thưa quý vị, trong các loại thức uống giải nhiệt mùa hè, nước chanh là loại đồ uống phổ biến và dễ uống hơn cả, lại còn rẻ tiền, tốt cho sức khỏe, có thể gọi đó là một thức uống trời ban. Chúng ta thường uống nước chanh sau bữa sáng, nhưng dù uống nước chanh đã nhiều, đảm bảo bạn chưa biết đến công thức pha nước chanh cùng với hạt chia. Uống sau bữa sáng phải gọi là ngon, hết sẩy và cực kỳ tốt cho sức khỏe. Vậy loại nước này uống như thế nào, làm ra sao và công dụng thế nào? Ngay sau đây, xin mời quý vị hãy cùng đến với nội dung chi tiết. Uống nước chanh với thứ này sau bữa sáng có ngay thần dược chống ung thư cực đỉnh, tốt gấp vạn lần nhân sâm. Nước chanh có thể giúp bạn giải quyết rất nhiều vấn đề sức khỏe, từ giảm cân đến giải độc. Hơn nữa, nó còn có tác dụng giải nhiệt rất tốt. Nhưng nếu bạn biết đến bí quyết cho một thìa mật ong vào cốc nước chanh, đảm bảo thức uống của bạn sẽ trở nên lành mạnh hơn rất nhiều. Hạt chia bé nhỏ nhưng chứa đựng những lợi ích vô cùng to lớn. Theo Bộ Nông nghiệp Mỹ, trong loại hạt này có chứa chất xơ, protein, chất béo, canxi, mangan, magie, phosphor, vitamin B3, B1, B2, kali, kẽm, v.v. giúp tăng cường khả năng miễn dịch của bạn. Cách làm: ngâm hạt chia với nước ấm, sau đó hòa cùng cốc nước chanh đã pha sẵn. Bạn có thể uống chúng sau bữa ăn sáng để dễ tiêu hóa và đào thải độc tố trong cơ thể. Uống nước chanh hạt chia sau bữa sáng, cơ thể sẽ có những thay đổi gì? 1. Tăng cường khả năng miễn dịch. Chanh là một nguồn cung cấp các chất dinh dưỡng bao gồm vitamin C, acid citric, canxi và chất chống oxy hóa. Theo một nghiên cứu được công bố trên tạp chí Phân tích Dược phẩm và Y sinh, Mỹ, chanh cung cấp các đặc tính kháng virus và kháng khuẩn giúp bảo vệ hệ thống miễn dịch để tránh nguy cơ mắc các bệnh theo mùa và nhiễm trùng. Mặt khác, hạt chia rất giàu chất xơ, vitamin B, canxi, axit béo omega 3, protein và magie. Uống một cốc nước chanh ấm với hạt chia thường xuyên có thể ngăn chặn các vấn đề bệnh tật. 2. Giải độc nội tạng. Mặc dù cơ thể có thể tự đào thải chất độc, nhưng nước chanh giúp hỗ trợ quá trình này. Giải độc thường xuyên hỗ trợ hoạt động tối ưu của tất cả các cơ quan. Nếu bạn thường xuyên phải đối mặt với táo bón, đầy hơi, khó tiêu hoặc các vấn đề tiêu hóa khác, bạn có thể uống hạt chia với nước chanh. Ngoài ra, nước chanh hạt chia còn có lợi trong việc cải thiện chức năng gan, làm sạch gan và thúc đẩy sức khỏe tổng thể của gan. 3. Giảm cân nhanh chóng. Rất nhiều người uống nước chanh ấm để giảm cân. Nếu bạn cũng đang muốn giảm vài kg thì hãy nhớ thêm một ít hạt chia vào nó vì điều này sẽ tăng gấp đôi lợi ích dinh dưỡng. Theo một nghiên cứu được công bố trên tạp chí Sinh hóa Lâm sàng và Dinh dưỡng Mỹ, polyphenol có trong nước chanh ngăn chặn sự tích tụ chất béo, trọng lượng cơ thể, kháng insulin và cholesterol. Ngoài ra, hạt chia có chất xơ giúp bạn no lâu hơn. Bạn sẽ ít cảm thấy đói hơn trong thời gian dài. Hạt chia với nước chanh cũng có thể giúp kiểm soát cholesterol và bệnh tiểu đường. 4. Chống ung thư tốt. Theo South China Morning Post, hạt chia rất giàu axit ALA hay alpha lipoic được đánh giá là có thể hạn chế sự phát triển của các tế bào ung thư cổ tử cung và ung thư vú. Tác dụng của hạt chia là tiêu diệt các tế bào ung thư có hại mà không làm ảnh hưởng các tế bào khỏe mạnh khác trong cơ thể. Mặt khác, chanh chứa nhiều chất chống oxy hóa có thể góp phần tăng cường lợi ích chống ung thư nếu nó được kết hợp cùng hạt chia. 5. Giữ cho tim khỏe mạnh. Hạt chia chứa cả chất xơ hòa tan và không hòa tan. Những chất xơ này có thể cải thiện hoạt động của tim mạch. Các axit béo trong hạt chia chủ yếu là axit alpha-linolenic, ALA, một loại omega 3 tốt cho tim và não, giúp giảm cholesterol và huyết áp. Đây cũng là một chất chống viêm. Nếu thêm hạt chia vào nước chanh, thức uống này có thể giúp bạn giảm cân, giải độc cơ thể, cải thiện chức năng tim và ngăn ngừa nhiều bệnh tật. Một số lưu ý khi uống nước chanh hạt chia. Người đang uống thuốc loãng máu cần thận trọng khi tiêu thụ hạt chia vì nó có thể ức chế khả năng máu đóng cục và có thể ảnh hưởng đến quá trình lưu thông máu. Đồng thời, hạt chia cũng không được khuyến khích cho những người bị huyết áp thấp.
Người bị dị ứng với hạt vừng, bạc hà hoặc mù tạt cũng không nên dùng hạt chia vì có thể gây ra dị ứng. Người đau dạ dày không nên uống nước chanh hạt chia khi đói. Không nên uống nhiều hơn 2 cốc nước chanh trong một ngày vì có thể gây ợ chua, khó chịu ở dạ dày. Ngoài việc uống nước chanh với hạt chia tốt cho sức khỏe, chúng ta cũng nên tham khảo một số công thức uống nước chanh sau cũng cực kỳ tốt cho sức khỏe. 1. Công thức nước chanh gừng. Nước chanh gừng có tác dụng giảm buồn nôn, khó tiêu và đặc biệt phù hợp với bạn nào đang hướng tới một thân hình mignon đấy. Mặc dù được công nhận là sản phẩm an toàn, nhưng mà gừng cũng có tác dụng phụ là gây loãng máu. Vì vậy, nếu bạn đang sử dụng một loại thuốc có chất chống đông máu thì nhớ hỏi ý kiến bác sĩ trước khi uống nước chanh gừng nhé. Nguyên liệu cần chuẩn bị: 1 lít nước lọc, 2 quả chanh, 1 củ gừng, 200 g đường, 1/2 muỗng cà phê muối. Cách pha chế: Bước 1. Rửa sạch gừng, gọt vỏ và cắt mỏng. Bước 2. Đun sôi 1 lít nước lọc rồi cho 200 g đường vào nấu đun sôi. Bước 3. Cho gừng vào đun thêm trong nồi nước đường 5 phút. Sau đó, bạn cho 1/2 muỗng muối vào rồi khuấy đều và tắt bếp. Bước 4. Sau khi tắt bếp, bạn đậy kín nắp nồi để gừng ngâm trong nước sôi. Điều này giúp thức uống đậm đà và thơm ngon hơn. Bước 5. Lọc bỏ xác của gừng. Bước 6. Vắt chanh bỏ hạt, sau đó cho vào 70ml nước gừng đã nấu vào ly, khuấy đều rồi thêm đá hoặc uống nóng đều được nhé. 2. Công thức nước chanh mật ong. Nước chanh sử dụng mật ong sẽ thơm ngon hơn là nước chanh bạn pha với đường. Mật ong lâu nay đã được mọi người truyền tai nhiều về những công dụng vô cùng tuyệt vời. Nước chanh mật ong sẽ giúp bạn tránh khỏi những căn bệnh phổ biến hiện nay và đặc biệt uống nước chanh mật ong khi bụng đói có tác dụng tốt hơn khi bạn uống nước chanh ở trạng thái bình thường. Nguyên liệu cần chuẩn bị: 1 trái chanh, 200ml nước ấm, 2 muỗng cà phê mật ong. Cách pha chế: Bước 1. Vắt lấy 1/2 nước cốt chanh và bỏ hạt. Bước 2. Cho 200ml nước ấm và 2 muỗng mật ong vào ly nước chanh đã vắt và khuấy đều cho các nguyên liệu hòa tan. Bước 3. Nếu muốn uống lạnh, bạn có thể bỏ một vài viên đá vào ly sau cùng. 3. Công thức nước chanh hoa đậu biếc. Ai mà thích nước uống có màu sắc bắt mắt thì đây là một gợi ý hoàn hảo. Vị chua nhẹ của chanh kết hợp cùng với màu sắc đẹp mắt của hoa đậu biếc tạo nên một ly nước thơm ngon khó ai có thể cưỡng lại được. Nguyên liệu cần chuẩn bị: 1 trái chanh, 5g hoa đậu biếc khô, 200ml nước ấm, 200ml nước nóng, 50g đường. Cách pha chế: Bước 1. Cho nước nóng vào chén đựng hoa đậu biếc ngâm khoảng 15 phút. Bước 2. Sau đó cho nước hoa đậu biếc vào khuôn đá để tủ lạnh ngăn đông khoảng 3 tiếng. Bước 3. Vắt chanh bỏ hạt. Cho thêm đường và nước ấm vào khuấy đều cho hỗn hợp hòa tan. Bước 4. Lấy đá hoa đậu biếc ra đập hoặc xay nhuyễn, sau đó cho vào ly nước chanh đường đã pha lúc nãy và thưởng thức. 4. Công thức nước chanh nha đam. Ai mà muốn nước uống của mình có thêm topping thì chính là đây. Nước chanh nha đam vừa dễ làm lại vừa có nhiều công dụng. Nếu muốn có làn da mịn màng và thanh nhiệt cơ thể thì đừng bỏ qua công thức này nhé. Nguyên liệu cần chuẩn bị: 1 trái chanh, 50g đường, 1 lá nha đam. Cách pha chế: Bước 1. Nha đam rửa sạch, cắt bỏ 2 đường gai ở hai bên. Rửa sạch nhớt ở phần thịt bên trong, sau đó cắt thành từng miếng vừa ăn. Bước 2. Luộc nha đam trong nồi nước sôi khoảng 1 đến 2 phút rồi vớt ra để vào tô đá lạnh. Bước 3. Vắt chanh bỏ hạt. Thêm đường và một ít nước vào sau đó khuấy đều cho hỗn hợp tan. Bước 4. Bỏ nha đam và đá viên vào ly rồi thưởng thức. 5. Công thức mojito chanh bạc hà. Vị chua nhẹ nhẹ của chanh, the the của lá bạc hà cùng với soda tạo nên một thức uống đập tan đi bầu không khí nóng bức trong những ngày hè gay gắt. Thưởng thức một ly mojito chanh bạc hà sẽ khiến bạn tưởng tượng mình đang đi du lịch đến một hòn đảo ở vùng Nam Mỹ đầy thơ mộng đấy.
Nguyên liệu cần chuẩn bị: 1 trái chanh, 10 gram đường, 10 lá bạc hà, nước có ga hoặc nước ngọt có ga không màu. Cách pha chế: Bước 1. Vắt chanh bỏ hạt vào ly, sau đó cho lá bạc hà và đường vào. Bước 2. Nghiền hỗn hợp trong ly nhuyễn để các nguyên liệu trộn lẫn vào nhau. Bước 3. Thêm soda và đá vào ly rồi thưởng thức. Ngoài ra, bạn có thể thêm một ít siro bạc hà vào ly để tăng thêm hương vị thơm ngon cho món nước này. 6. Công thức nước chanh mủ chôm. Thay vì nhai chân trâu trong ly trà sữa, tại sao bạn không thay thế bằng nhai mủ chôm trong ly nước chanh? Loại nước uống vừa tốt cho sức khỏe mà lại vừa thơm ngon như thế này thì không nên bỏ qua đâu. Ngủ chưa dậy mà có một ly nước chanh mủ chôm để thưởng thức thì tỉnh hết cả người rồi nhé. Nguyên liệu cần chuẩn bị: 1 trái chanh, 50g đường, 200ml nước lọc, mủ chôm đã ngâm nở qua đêm. Cách pha chế: Bước 1. Vắt chanh bỏ hạt, cho thêm đường và nước lọc vào rồi khuấy đều. Bước 2. Thêm mủ chôm đã ngâm vào đầy ly. Bước 3. Cho đá viên vào rồi thưởng thức. Hai người này nên uống nước chanh. 1. Người muốn giảm cân. Đối với những người muốn giảm cân, mỗi ngày uống một cốc nước chanh ấm sau bữa ăn khoảng 30 phút hoặc trước khi đi ngủ 1 tiếng. Chanh rất giàu vitamin C, được biết đến như một sản phẩm tốt để làm đẹp và giảm cân. Đối với những người muốn giảm cân, mỗi ngày uống một cốc nước chanh ấm sau bữa ăn khoảng 30 phút hoặc trước khi đi ngủ 1 tiếng có tác dụng đẩy nhanh quá trình đốt cháy chất béo trong cơ thể, quá trình tiêu hóa được thuận lợi, phòng ngừa đầy bụng, khó tiêu. 2. Người bị cảm cúm. Nếu cơ thể đã có dấu hiệu cảm cúm thì nên uống một ly chanh ấm để hạ sốt, ngừa bệnh tiến triển. Bởi chanh có tác dụng tiêu đờm, dưỡng ẩm cho phổi, giảm khô họng nên rất tốt cho người bị cảm cúm. Để tăng hương vị, có thể cho thêm lá bạc hà hoặc sả vào nước chanh. Tinh dầu của bạc hà và sả đều có tác dụng phòng ngừa cảm sốt, lạnh bụng, kết hợp với chanh vừa thơm ngon vừa tốt cho cơ thể. 3. Khi sử dụng nước chanh. 1. Không pha nước chanh với nhiều đường. Chanh có thể dùng làm gia vị cho các món ăn và pha thành nhiều loại với các vị khác nhau để dễ uống tùy theo khẩu vị của từng người. Trong đó, chanh thích hợp nhất là pha với nước lọc, với muối, mật ong hoặc gừng, nhưng hạn chế tối đa pha chanh với đường vì đường chứa nhiều calo, không tốt cho sức khỏe. 2. Không pha nước chanh quá nóng hoặc quá lạnh. Theo bác sĩ Hiromi Shinya, người Nhật Bản đã nghiên cứu và ghi chép lại trong quyển sách Nhân tố enzyme, phương thức sống lành mạnh rằng chanh tươi chứa hàm lượng enzyme cao rất có lợi cho sức khỏe. Tuy nhiên, khi chúng ta sử dụng nước quá nóng trên 60 độ C khi pha nước cốt chanh vào sẽ làm mất đi hết lượng enzyme có lợi. Việc uống ly nước chanh này sẽ mang lại rất ít hiệu quả. Ngoài ra, một sai lầm tương tự trong việc pha nước chanh là ta sử dụng nước đá lạnh từ 0 đến 5 độ C. Việc này sẽ làm cho cơ thể dễ phản ứng lại, gây ra triệu chứng khó chịu. Tốt nhất, ta nên sử dụng nước vừa không quá nóng để pha một ly nước chanh. Uống mỗi ngày sẽ tăng cường sức đề kháng cho bạn. 3. Không uống nước chanh khi bụng đói. Mọi người đều lầm tưởng rằng uống nước chanh ấm vào buổi sáng sau khi thức dậy không chỉ bổ sung nước mà còn thúc đẩy nhu động đường tiêu hóa. Ý kiến này là sai lầm. Khi bạn đói, bao tử tạo ra rất nhiều axit. Lúc này nếu kết hợp việc uống quá nhiều nước chanh, làm lượng axit tăng lên rất nhiều, làm cho bạn cảm giác khó chịu và cồn cào. Viêm loét dạ dày rất dễ xảy ra khi bạn hành động như vậy. Do đó, hãy sử dụng nước chanh một lượng vừa đủ và nên dùng sau ăn. Nếu trước ăn bạn muốn uống nước cốt chanh thì chỉ nên cho một lượng nhỏ thôi nhé. Đây là sai lầm sử dụng nước cốt chanh cơ bản nhất đấy. Quý vị khán thính giả thân mến, với những chia sẻ của chương trình ở trên đây thì bạn đã nắm được trong tay công thức của nước chanh uống vào buổi sáng, vừa có nguyên liệu đơn giản, vừa có thể pha chế dễ dàng rồi. Nhưng các bạn nên nhớ, dù nước chanh có thơm ngon tới mức khiến bạn u mê thì cũng đừng uống quá nhiều mà hãy uống đúng liều lượng thôi nhé. Nếu không, chúng ta sẽ phải đi gặp bác sĩ đấy. Hy vọng qua video bạn sẽ tìm được một công thức nước chanh chân ái cho bản thân mình. Chúc quý vị và các bạn có một ngày làm việc thật vui vẻ.
Ban biên tập chương trình xin khép lại video tại đây. Xin chào, hẹn gặp lại quý vị ở các chương trình tiếp theo.